công ty Ánh Dương phát hành bộ phim Muối Mặn Thâm Thù do TVB Hồng Kông sản xuất. Giám đốc sản xuất Lý Thiên Thắng, biên kịch Quang Linh Linh, Lưu Chi Quang, đạo diễn Huỳnh Quốc Cường, với các diễn viên Mã Tuấn Dĩ, Dương Di, Huỳnh Hạo Nhiên, Quách Phong, Đàm Tiểu Hoàng, Ngạo Gia Niên, Tưởng Chí Quang, Trần Khả Di cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương: người dịch Quốc An, Thanh Tâm, Bích Ấn; diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Dinh, Thanh Bình, Quy Hồ, Khánh Văn, Thùy Trang, Đình Tuấn, Thánh Phương, Thiên Bảo, Trần Tuấn, Ngọc Cử; kỹ thuật lồng tiếng Vũ Đính, Anh Dương, Bình Nghị. Tập 18. Sao hả? Tiền huynh có chuyện gì? Mình muốn giúp Hồ gia gây dựng lại sự nghiệp. Mưu cần một người có dũng có mưu làm gì đưa gia cho mình. Người có thể đảm trách. Chị cô huynh. Nè, cậu nhìn gì vậy? Tệ thuốc. Làm người bình thường có vấn đề gì? Ê, rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Cậu là người gì thì đi đường đó. Ê. Vậy tôi nên đi con đường nào? Ê, Tàm Thiếu Gia. Ờ, không phải cậu bỏ trốn rồi sao? Nè, tôi này tôi ăn còn dư. Không phải cậu đã đến chỗ bà ngoại của cậu sao? Sao chỉ có nửa tô ạ? Tôi đã hỏi cậu mà. Tiểu Nguyên thế nào? Tại sao cậu không về nhà? Cậu có biết Đình Hiên và Thắng Tuyết đã thành thân rồi không? Cậu làm cái gì vậy? Đừng nói nhiều nữa. Trên người Quynh có ngân lượng không? Làm cái gì vậy? Tôi muốn tìm chỗ ở. Nhà Quynh có chỗ ở phải không? À, đưa tôi đến Bá Lương Lâu uống vài chung đi. Chứng nào đừng đi. Hãy về nhà mau đi. Về nhà làm gì chứ? Làm người đàn ông. Cậu là người có hồn nha. Bắt buộc mình Thắng Tuyết chống chọi mà coi được sao? Đến là Quynh để thì lo cơm nước cho tôi. Tại à, mất 18 thiên. Đừng làm cho cậu ấy. Cậu muốn ăn phải không? Cậu muốn có chỗ ở phải không? Về nhà đi. Tôi không có dư giả đây nuôi kẻ vô dụng như cậu đâu. Đình Huy à, có lẽ tôi không có tư cách để nói cậu, nhưng có những chuyện tôi không thể quay lại được. Nhưng mà cậu thì được. Cậu còn rất nhiều người thân đang đợi cậu. Đình Huy à, cậu sắp làm cha rồi. Có thể nên người một chút. Chị vợ kịch hay cho tôi coi đi. Tôi đói quá. Về nhà. À, anh Tạm Thiếu Gia. Tiểu Đạt, cậu về rồi hả? Tiểu Đạt, đừng nói dài gặp tôi nha. Tôi đói quá, mau lấy gì tôi ăn đi. Ê, khoan đã, lấy ngân lượng đã. Hả? Vậy cần bao nhiêu mới đủ? Nhị thiếu phu nhân. Tiểu Đào, đi ra đóng cửa lại, không cần lấy gì cho Tam Thiếu Gia. Dạ. Cô thì hay rồi, nghèo trở thành giàu rồi. Trở về nhà lấy chút gì ăn cô không được sao? Được, đương nhiên là được. Cậu là Tam Thiếu Gia, nhưng cậu nên đường đường chánh chánh vào từ cửa chính, kêu hạ nhân nấu cho cậu ăn, không phải lén lúc thập thò, cái lúc đổ phơi đêm mới về lấy. Bây giờ cô hay quá rồi, cô làm đương gia, tôi sợ phải nhìn mặt mũi người ta. Tôi không hề bắt cậu và người nhà cùng giàu sang, tôi chỉ mong cậu và họ cùng hoạn nạn thôi. Cô đừng làm ra vẻ thê thảm, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Cô viết thư cáo mật với ngoại tôi, khiến tôi không có miếng ăn ngon. Cô nhìn tôi nè, bây giờ tôi về Dương Châu làm ăn mày đó. Phải, là tôi làm đó thì sao? Ngoại cậu không đưa tiền cho cậu là mong cậu nên người mà. Cô đâm thọt chia rẽ là cô không đúng. Tôi hỏi cậu một câu, cậu có muốn về Hồ gia không? Nếu như muốn thì lập tức vào nhà lao quỳ xuống nhận lỗi với cha, xong rồi thành thân với Tiểu Nguyên. Nếu không thì đừng hòng tôi gọi cậu một tiếng Tam Đệ. Được, bây giờ tôi sẽ đi quỳ. Quỳ cái đầu cô á. Cô giỏi lắm, đương gia chứ gì. Giỏi lắm, tôi nhớ mặt cô nha. Ê, đừng đi.
Cô yên tâm đi, tiệm này là dở nhất ở trong thành đó. Cô thấy không, chẳng có người khách nào hết. Còn hai người đó, cô thấy không, nói chuyện bằng tay, không phải câm thì là điếc rồi, đúng không? Tôi muốn về. Đừng có đi. Ê, mà sao lại về chứ? Còn chưa nghe cô nói mà. Trước giờ cô ở Hồ Gia đều dốc hết tâm sức, còn Lữ Thắng Tuyết đó bay lên đầu cành thì muốn trừ người khác mình. Mỗi bữa cô chỉ có ăn khô và cải xào, còn nó thì ăn di cá trộn cơm. Còn Lữ Thắng Tuyết đó không biết có phải là biết tạp thuộc. Đủ rồi. Đủ cái gì chứ? Bây giờ con không giúp cô, con hồ ly tinh nó đòi đuổi cô đi đó. Nè, có phải cô bị điên không vậy? Bây giờ khắp dương châu đều biết Hồ Gia nguy trong sớm tối, mà ngày nào cũng nghi ngờ Thắng Tuyết bay lên cành thành Phượng Hoàng. Tôi nói mấy người gặp nạn lớn, mạnh ai lấy bỏ chạy thì có đó. Chiếm chiếm chiếm, giờ còn chiếm gì, cô nói đi. Chuyện của Hồ Gia chúng tôi liên quan gì đến ông? Tôi nói nó chiếm của là chiếm của đó. Nói nhiều quá. Nói thật lòng, cô chiếm của Hồ Gia cũng đâu có ít đâu hả? Không có, ông nói bậy bạ gì vậy? Cô đừng bậy bạ thì có. Hơ, ông Dư Thủ Dính này đúng là kẻ xấu xa mà. Tốt với cô, tích chút đức đi. Hơ, tôi không thèm nói chuyện với ông nữa. Cô đợi lúc không có kẻ xấu xa này mới nói chuyện với con nha. Cô về trước đi. Đáng ghét quá làm tôi hết muốn ăn à. Cô cười hả? Cô cười rồi. Có phải kẻ hiểu cô không ngoài Dư Thủ Chính này không? Thật ra tới bây giờ cô vẫn chưa chết, chứng tỏ cô vẫn còn chút lưu luyến. Đã vậy sẽ không ngẩng đầu lên để làm lại cuộc đời chứ. Tôi đi đây. Ý, cô lẩn tránh hoài cũng đâu có được phải không? Cùng lắm cô chỉ tụng kinh tránh đời thôi. Cô có từng nghĩ đến cha cô vẫn ngồi trong cột không? Còn gì để của cô nữa? Mẹ khách quan tính tiền hả? Giỏi nhất là bỏ chạy à. Cô đừng chạy nữa, tôi hết hơi rồi. Ông không đuổi theo thì tôi không chạy. Tôi chỉ nói lý lẽ với cô thôi mà. Mệt ông quá. Cô chạy đi, cô chạy tới chân trời, ta cũng đuổi kịp cô. Kỷ diện. Ôi trời, đâu có vô được, vô lần nữa tiêu luôn. Không ăn thịt dê mà cũng tanh. Tôi chết thì chết. Trời ngủ được ơi, đã kêu ông đừng có đến tìm tôi mà. Sao hả, nhớ tôi à? Không phải đâu, hình như vừa rồi ta thấy Hồ Đại Tiểu Thư. Trời ơi, giờ này ông sao rồi? Tôi thấy tuổi của ông ấy cũng không có còn trẻ nữa, đã đến lúc ông phải tìm một người rồi. Cha mẹ của ông ấy còn sống chứ, nhưng mà mất rồi cũng không có sao đâu. Nếu còn sống mới thật sự sẽ bị ông làm tức chết. Cô nói gì vậy? Ta đang nói Hồ Đại Tiểu Thư, Hồ Đình Bích. Ủa, sao hôm nay ông không làm việc? Ông là quan mà, quan mà nhàn rỗi vậy sao? Ở Diêm Dưỡng Sứ làm gì vậy? Ăn nói hàm hồ. Rõ ràng là kéo dài thời gian. Hả? Hồ Đại Tiểu Thư đi từ cửa sau rồi. Không tin thì đến cửa sau coi trận cổ có được không? Ta đi liền. Tôi cứ tưởng là Dư Thủ Chính bắt nạt cô. Ông ấy là người rất tốt, lại còn biết rõ tôi đang nghĩ gì, cho nên gặp ông ấy giống như là thấy mình vậy. Điều rất đáng ghét. Nói gì thì nói nha, cô một thân một mình có thể đi đâu? Phải, cả chết tôi cũng không có can đảm. Hay cô ở lại Ý Thúy Lâu đi. Hả? Thật ngại quá à, cô là con nhà đàng hoàng. Nếu như cô cho tôi ở lại thì còn mong gì hơn. Nhưng mà cô đừng có lo, những người này ở tỉnh khác đến không có quen biết cô đâu. Vậy thì tốt quá. Tôi lại đây giặt đồ rửa chén lau nhà giùm cô nha. Nhưng mà cô đừng để người khác nhìn thấy tôi. Cô cứ yên tâm ở lại đây đi, đừng có suy nghĩ gì hết. Giếng trời này là nơi các đại thẩm làm việc nặng nhọc, còn ánh nguyệt tử tô mấy cổ đều không có qua đây, yên tâm đi. Cảm ơn. Hey, Diêu đại nhân, sao trùng hợp quá vậy? Hay là nể mặt cùng ăn bữa cơm nha. Tỳ vị của bổ quan không tốt, không thấy ăn mấy thứ bào ngư di cá, chỉ có bữa cơm đạm bạc mới hợp với ta thôi. Nhưng bây giờ giá muối mắc quá, xem ra bổ quan cũng phải ăn cơm lạc rồi. Ý, nếu không thì ăn rau xà lách. Diêu đại nhân, nếu như ông cần muối thì tôi lập tức sai người đưa một gánh cho ông. Không cần đâu, bây giờ bổ quan chỉ muốn biết tại sao giá muối ở đây lại mắc dữ à. Ngày nào bá tánh cũng phải ăn muối, như vậy rõ ràng nâng cao giá lên để bán. Đâu có ai ép buộc họ mua muối, chê mắc á thì đừng có mua. Diêm vẫn cao thì giá muối phải cao thôi. Còn việc tại sao Diêm vẫn lại mắc như vậy thì phải hỏi Diêu đại nhân ông đó.
Nghe nói Diêu đại nhân là người khởi xướng trước mà. Rõ ràng nó lừa dân chúng, thật sự là nguy hiểm mà. Thôi chúng ta đừng cản trở Diêu đại nhân ăn bữa cơm đạm bạc nữa. Bao ngư dây cá đang đợi chúng ta, đi thôi. À, mời. Đại nhân, vậy ta kêu người điều tra thế nào rồi? Đúng như đại nhân dự đoán, chuyện này có mờ ám. Lần này mời đại nhân đến phủ là muốn báo với đại nhân, bổn quan định đem lính đến niêm phong giữa múa Tử An đó. Quắc đại nhân, tại hạ điều tra được Thái Tử An liên kết với các diêm thương lớn Dương Châu lén bán muối lậu. Không thể nào, từ đây chuyển muối đến nơi bán phải qua rất nhiều trạm kiểm soát. Hắn có diêm dẫn trong tay mà, bây giờ hắn có đủ lý do chuyển muối lậu ra khỏi Dương Châu mà bán, coi như là muối quan. Vừa bán muối quan vừa bán muối lậu, lợi nhuận gấp đôi, thật sự là giàu to đó. Ê, ta nghe không hiểu gì hết. Quắc đại nhân, tên này thực sự đáng tin cậy mà. Chúng ta nhân lúc ban đêm khám xét sẽ khiến Thái Tử An không kịp trở tay. Dù gì cậu ấy cũng là tổng thương nghề muối Dương Châu, chưa có chứng cứ đầy đủ, tuyệt đối không thể làm việc lỗ mãng. Chuyện này có người làm của Thái Tử An làm chứng, chỉ nói suông cũng được mà. Đại nhân à, không nên lỡ cơ hội. Nếu tin này tiết lộ ra ngoài, lan truyền khắp nơi, muốn bắt Thái Tử An sẽ là chuyện rất khó. Chứng cứ rành rành rồi hãy nói. Bổn quan còn có việc phải làm, xin cáo từ. Mời. Quắc đại nhân này, làm gì cũng sợ không dám quyết định, đúng là làm cản trở quá. Đại nhân, chúng ta không thể dễ dàng tha cho Thái Tử An. Ông đòi chứng cứ thôi, chúng ta khám xét giữa muối Tử An, đem sổ sách ra đối chiếu thì mọi việc sáng tỏ. Nhưng Quắc đại nhân do tổng đốc Giang Tô phái đến, tôi khá sợ đại nhân sẽ gặp rắc rối. Vậy hả? Vậy đi Đông Bình, tối nay ngươi giúp ta thăm dò kho muối của Thái Tử An nha. Dạ đại nhân. Thái Tử An, nếu để ta phát hiện kho muối của ngươi thật sự có vấn đề, ngươi sẽ chết với ta. Bây giờ mũi quan bắn mắt như vậy, cuộc sống của lão bá tánh càng thêm khó khăn. Dương đại nhân, có thể nghĩ cách gì được không? Từ khi ta bị người ta hãm hại, đã trở thành diêm dẫn sứ bù nhìn rồi, muốn phái người khám xét giữa muối Tử An cũng không được nữa. Khám xét giữa muối Tử An? Đồng Bình điều tra được Thái Tử An lấy muối lậu thay thế muối quan để bán, Đội Long không bắt thì ta bắt. Ai ngờ tới họ Quắc đó đặt điều cản trở. Tài thúc ơi. Đại nhân chuyện gì vậy? Hôm nay thúc nấu nước lèo sao vậy? Cát nấu xương ống hả? Cắn muốn mẻ cái răng luôn. Phải nói tài thúc, tôi của tôi cũng rất nhiều cặn nè. Đại nhân, hai người không phải là người đầu tiên nói nước lèo bị cặn đâu. Phải rồi, sao không đổi đồ nước lèo khác vậy? Khổ nổi muối mua về có cặn rồi. Tài thúc, muối này thúc mua ở đâu? Ở Phá Ký. Cậu ấy mua muối ở vựa muối Tử An còn rất mắc nữa. Đây là vựa muối Tử An. Bỏ đi. Tài thúc à, không có gì nữa. Tên Thái Tử An không những bán muối lậu mà còn trộn cát nữa. Quan thang cầm quyền, triều đình hủ bại, người khổ nhất vẫn là thường dân lão bá tánh. Cậu cũng đừng nản lòng nha. Ta kêu Đông Bình tối nay đến kho muối để điều tra rồi, nhưng đừng phải tìm được chứng cứ của Thái Tử An. Dù đại nhân, có thể cho tôi giúp được không? Có cậu giúp đỡ thì ta càng nắm chắc phần thắng. Trộn bột thịt cao vào nhiều quá làm chết người đó. Còn trộn nhiều quá vậy, không bỏ nhiều làm sao đủ trắng, làm sao bán giá cao được. Chính mắt tiểu nhân nhìn thấy người làm trong kho muối của Thái Tử An đã trộn cát và bột thạch cao vào muối. Trộn cát cùng lắm chỉ cắn mẻ răng thôi, nhưng mà bột thạch cao á, một khi bỏ nhiều sẽ khiến người ta ói mửa đau bụng, thậm chí nghiêm trọng hơn á, sẽ ngộ độc mà chết. Thái Tử An làm hại bá tánh như vậy, có phải nên bắt giữ hắn ta không? Dư đại nhân, ta biết lâu nay quan hệ với ông và Thái Tổng Thương không được tốt, Uông Sư Gia lại là người của ông. Nếu Quắc đại nhân không tin tưởng tiểu nhân, có thể hỏi Diếp Chí Diễn, lúc đó huynh ấy cũng có mặt. Đúng rồi, Diếp Chí Diễn và Thái Tử An không quen biết cũng không thù oán gì, hơn nữa cậu ấy từng là người của Tập Tư Doanh, lời khai của cậu ấy đáng tin cậy mà. Nhưng chuyện này liên quan đến Tổng Thương. Chính vì liên quan đến Tổng Thương nên chúng ta mới phải bắt để mà răn đe. Thái Tử An vốn là Tổng Thương mà, chưa thể lấy mình làm gương mà còn làm chuyện có hại cho dân nữa. Đại nhân và trần hắn sẽ là một công lao to lớn đó. Nhưng lỡ như không lục xét được gì, ta rất khó ăn nói với Thái Tổng Thương. Làm gì có lỡ như chứ, hai nhân chứng tận mắt nhìn thấy người làm trộn muối vào, như vậy không phải là nhân chứng rành rành sao? Đại nhân à, chỉ cần ông cho phép bổn quan ban đêm đem lính đi khám xét, nhưng đừng có thể bắt quả tang tại chỗ.
đại nhân. Được, ta sẽ tin ông lần này, xuất binh. Tạ ơn đại nhân. À, cái dải này để trên người huynh có vẻ hơi chói mắt đó. Chói mắt có sao đâu, quan trọng là hôm thành thân xứng với muội thôi. Hay Diễm Hồng, Diễm Hồng. Đã nói gọi tôi là ngủ nương mà ớn quá đi, nghe là muốn chết. À, phải phải, ngủ được, đừng gạt ta. Có phải Hồ đại tiểu thư ở Ỷ Thúy lâu của muội không? Hả? Hồ đại tiểu thư ở Ỷ Thúy lâu à? Trời ơi, con nhà đàng hoàng tại sao đến mấy chỗ đó? Muốn chết à, sao mà lớn tiếng quá vậy? Ông muốn Hồ đại tiểu thư bị mất danh tiếng sao? Ta nhất thời nóng ruột thôi. Chỉ có ngủ nương là chu đáo. Bây giờ Hồ đại tiểu thư sao rồi? Tôi không biết. Không phải đâu, hôm đó rõ ràng ta nhìn thấy cổ vào Ỷ Thúy lâu mà. Ta còn chạy ra sao đợi cổ nữa. Ai ngờ đưa cả canh giờ cũng không thấy cổ. Cổ vẫn còn ở trong đó. Vào đi. Để xuống được rồi. Để nó cổ đi rồi mà. Nếu như cô không chịu nói á, thì ta có thể thưa cô bắt cóc con nhà lành. Ta cứ làm đại nhân lục xét Ỷ Thúy lâu đó. Được, ông không niệm tình cũ tuyệt tình như vậy phải không? Được rồi, xét đi. Nè, đừng có kích động mà. Ta chỉ hù cô thôi, sao phải làm vậy chứ? Nếu như cô không chịu nói thì thôi đi, ta chỉ quan tâm bạn bè mà. Ta và Hồ Đình Quy là chỗ bạn bè, không lý nào tỷ tỷ cô ấy có chuyện ta lại khoanh tay đứng nhìn, phải không? Không nói đại tiểu thư nữa, nói chuyện của cô đi ha. Tôi không có gì để nói với ông. Không phải, hồi nãy ta thấy cô và lão Đức đó rất là thân mật mà. Tôi đã quyết định thành thân với huynh ấy. Hả? Cô sẽ lấy lão Đức đó hả? Xét tài mạo học thức, ta có gì không bằng hắn. Cô chọn hắn mà không chọn ta sao? Bao năm nay huynh ấy luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi. Chúng tôi không những tâm đầu ý hợp mà còn có cùng lý tưởng, một lòng lo việc Ỷ Thúy lâu. Huynh ấy đâu có chỉ hơn ông 100.000 lần. Tôi sắp là người có chồng rồi, sau này ông đừng có làm phiền tôi nữa. Thật lòng ta lại chịu thua cho kẻ. Bỏ đi bỏ đi. Ta và cô là bạn bè, ta cũng hy vọng cô tìm được người chồng tốt. Vậy đi, chung này là ta mời hai người đó. Ta chúc hai người sống đến bạc đầu. Cảm ơn nha. Sao đại ca, chuyện gì vậy? Ta nghi ngờ muối trong kho muối có vấn đề, lục xét cho ta. Dạ, dạ. Thiên tổng đại nhân, muối bên này không có vấn đề. Đại nhân, muối bên này cũng không có vấn đề. Đại nhân, muối bên này cũng không có vấn đề luôn. Quách đại nhân, chúng tôi đã khám xét giữa muối Tử An, phát hiện toàn bộ số muối đều trắng như tuyết, tuyệt đối không có vấn đề. Diêu thủ chính này còn nói là rất chắc chắn, bây giờ đã gây rắc rối cho ta rồi. Ta làm sao ăn nói với thái tổng thương đây? Tìm được Diêu thủ chính chưa? Dạ thưa đại nhân, còn chưa tìm được. Nhưng đội đại nhân có chuyện cần gặp ông. Mau mời. Đội đại nhân. Quan đại nhân, nghe nói tối qua ông cho lính khám xét giữa muối Tử An, sao không báo với bổn hoàng một tiếng để bổn hoàng phái người giúp đỡ? Đội đại nhân, xin đừng nhắc chuyện này nữa. Hãy mau đi tìm Diêu đại nhân về đây cho ta. Dạ. Quan đại nhân đang tìm Diêu đại nhân sao? Bổn hoàng nghe nói. Đội đại nhân, có gì cứ nói thẳng. Bổn hoàng không muốn nói xấu người khác. Hơn nữa, chuyện này là chuyện trọng đại, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Diêu đại nhân. Nghiêm trọng vậy sao? Thật ra xảy ra chuyện gì vậy? Bổn hoàng nghe nói, tối qua Diêu đại nhân dẫn theo kỹ nữ đến nhà trọ Vân Lai trọ qua đêm. Sao lại như vậy? Diễm Hồng, Diễm Hồng, dậy đi. Sao cô lại nằm kế bên ta vậy? Tại sao ông nằm kế bên tôi? Ta đâu có biết đâu, lúc ta dậy cô nằm kế bên ta rồi. Ông biết tôi và Đức Ca sắp thành thân, cho nên đã bỏ thuốc mê tôi. Ông độc ác quá. Không phải, không phải, cô đừng có đi. Cô nghe tôi giải thích đi. Là tiếng của Diêu đại nhân. Đừng đi mà. Nếu tôi đoán không lầm, đây nhất định là bà chủ của Ỷ Thúy lâu. Diêu thủ chính. Diêu đại nhân, lần trước Hình đại nhân đã cho ông một cơ hội mà ông vẫn tiếp tục tái phạm, ngang nhiên mua vui ở nhà trọ. Quách đại nhân à, lần này hạ quan đã bị người ta hãm hại. Những người ở nhà trọ
để nhìn thấy ông và Lục Ngũ Nương ở chung một phòng. Hơn nữa, ông còn có hành động xấu với cậu. Quan đại nhân, chỉ cần hỏi trưởng quỹ đêm trước đó ai đã đến thuê phòng thì có thể chứng minh Diêu đại nhân trong sạch. Người trưởng quỹ tuy nhìn không rõ khuôn mặt của Diêu đại nhân, nhưng ông ấy nói kẻ đưa Lục Ngũ Nương đến có hình dáng và ăn mặc giống như là ông vậy đó. Lần này cái hãm hại tôi muốn dồn tôi vào con đường chết rồi. Diêu đại nhân, nếu lần này không trừng trị theo dương pháp thì hình đại nhân khó thuyết phục được mọi người. Nếu như ông muốn giữ lại chút sĩ diện, chi bằng ông hãy tự giải quyết đi. Chuyện tới nước này rồi, tôi còn có thể làm gì nữa? Đông Bình, đem quan phục của ta ra đi. Đại nhân. Đi đi. Diêu đại nhân quả là biết điều. Thiết nghĩ Diêu thủ chính 10 năm dùi mài kinh sử, hôm nay bị tiểu nhân hãm hại, quỷ trong một sớm. Quan đại nhân. Ngũ Nương nói rất đúng, người ta làm quan ai cũng giàu sang, còn ta nghèo sơ sát, cuối cùng chức quan cũng mất mà tiền cũng không có, không biết phải làm sao sống hết tuổi già đây. Đại nhân đừng bao giờ nản lòng, mọi chuyện nhất định sẽ khá hơn. Khá hơn gì chứ? Rõ ràng ta bị chúng hãm hại, tên đồ ứng lòng đó muốn ta té xuống đáy cốc không trở mình được mà. Hay là về đi đại nhân, tôi đến Giang Tô một chuyến nói rõ chuyện này với hình đại nhân, đeo mấy trả lại trong sạch trong. Nói rõ được thì lúc đầu ta đâu cần phải từ quan. Thật ra hình đại nhân đã thấu tình đạt lý rồi, lần trước ông ấy đã phá lệ giúp đỡ ta, lần này còn kêu ổng giúp đỡ, ta sợ sẽ liên lụy cả ổng luôn đó. Diêu đại nhân, ông đã từng chức chiêu điện sứ rồi sao? Bởi vậy mới nói chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu đồn ngàn dặm. Tôi không phải là dân nữa đâu, tôi chỉ là dân thường thôi. Sao lại như vậy? Đồ ứng lòng lại hãm hại đại nhân thêm lần nữa. Lại là ông ta. Đại nhân và Nhiếp công tử đều là quan tốt, nhưng mà cả chức quan cũng không được làm, còn tham quan ô lại ngồi vững như Thái Sơn và luôn coi thường bá tánh. Tôi không được làm quan thì cũng chẳng sao hết, hãy nghĩ tới bản mặt đắc ý của Đồ ứng lòng thì tôi cảm thấy ấm ức và khó thở dữ. Không có đại nhân chống đối lại hắn, sau này hắn càng làm sằng bậy nữa. Không được, ta không để cho người đắc ý được đâu. Diêu đại nhân. Đồ ứng lòng, tên khốn kiếp kia ra đây cho ta. Đồ ứng lòng, đây là trọng điểm của nhà môn, không được ăn nói bừa bãi. Đừng có chịu ra đây không. Đồ ứng lòng. Diêu đại nhân, Đồ ứng lòng là ai đâu phải ông không biết, sao phải tới đây tranh cãi với ông ta chứ? Ta mà sợ hắn sao? Hãm hại người tốt, cẩu quan, bị ta phát hiện, ngươi và Thái Tử An cấu kết, đem muối lậu bán thay muối quan, lấy muối trộn cát, trộn thạch cao, hãm hại ta đi mua dâm. Nhà môn trọng địa, ai cho phép người là lối? Ngươi hãm hại Trung Lương, ta không dễ dàng bỏ qua đâu. Dám nhục ma Đồ đại nhân, muốn ta đập gãy chân ngươi sao? Có giỏi giết ta đi, cho dù tay chân ta đứt hết, ta chỉ còn cái miệng, ta vẫn tiếp tục chửi các ngươi. Người mua dâm mất chức quan là đủ mất mặt rồi, bây giờ còn đấu thừa chuyện này cho bổn quan, ta cảm thấy nhục vì ngươi. Đuổi hắn đi. Không cần làm phiền các người. Đi đại nhân, đi đi. Mua sẵn hai cái quan tài, cho người một cái ta một cái, cùng lắm ôm nhầm chết chung, ta không để ngươi sống được yên đâu. Tăng Tuyết à. Nhi Thúc. Thúc đã liên lạc một số huynh đệ ở Đậu Gia Trại rồi, kêu họ về để giúp đỡ, lại còn tìm luôn những huynh đệ khác bị thất lạc. Vậy thì tốt quá, con có thể yên tâm được rồi. Tăng Tuyết. Chi Viễn. Người tới làm gì chứ? Dựa muối này không quan tin ngươi, người đi đi. Nhi Thúc, tìm muội có chuyện gì? Bán muối quan chẳng qua là chèn ép ba tánh. Vì bán muối lậu, Quỳnh không nghĩ là chuyện sai, Quỳnh quyết định giúp muội. Thật á? Thằng Tuyết, con có đi không vậy? Chính hắn tiêu diệt Đậu Gia Trại của chúng ta, còn cho hắn giúp đỡ nữa. Nhị Thúc à, ân oán trước đây con không quan tâm, bây giờ con chỉ để tâm ai giúp được con, ai đáng tin cậy. Hắn bắt đứng chúng ta một lần rồi thì có thể có lần thứ hai. Bây giờ tôi đã không còn làm quan, tôi không cần thiết phải bán đứng mọi người, nhưng mà nghĩ như vậy cũng rất bình thường thôi. Hay là vậy, chỉ cần sau này mọi người có việc gì mà tôi giúp được thì cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp. Cáo từ. Chí Diễn, mùi tên Quỳnh. Thằng Tuyết. Nhưng mùi muốn Quỳnh biết, mùi cần Quỳnh giúp đỡ không chỉ vì Quỳnh biết võ công, quan trọng nhất là Quỳnh từng là người của Tập Tư Doanh. Mùi muốn Quỳnh giúp mùi thăm dò các chốt canh của Tập Tư Doanh. Quỳnh biết rõ Quỳnh có thể giúp được gì cho mọi người. Nhị Thúc, có Chí Diễn giúp chúng ta có thể thành công tốt đẹp. Nhị Thúc, Thúc nghe con nói, cả hai đứa với con rất quan trọng, giống như tay trái tay phải vậy, không thể thiếu tay nào. Đừng giữ ân oán trước đây làm hỏng việc lớn. Con xin Thúc
dứt bỏ thành kiến đối với Chí Diễm được không? Có cầu xin Thúc mà. Nhị Thúc, Nhị Thúc à. Thằng Tuyệt, Quyên dậy rồi à? Ừ. Y phục này, Mùi thấy là thời tiết đã sắp chuyển lạnh rồi nên may sẵn cho Quyên mặc. Những chuyện này để hạ nhân làm được rồi. Mùi là nương tử của Quyên mà, những việc này bổn phận Mùi phải làm. Mùi hiểu, Quyên kiên quyết giữa chúng ta là phu thê giả, nhưng Mùi cũng kiên trì. Mùi thật lòng coi Quyên là phu quân của mình. Đây là nhà của Mùi. Mùi đã đem vài cái áo ấm cho cha. Tinh thần của cha rất tốt, ăn ngon ngủ được, còn rất khỏe khoắn. Quyên cứ yên tâm đi. Chu Quảng vừa mới đến kinh thành, Mùi nghĩ không bao lâu nữa sẽ có tin vui. Hy vọng cha sẽ tai qua nạn khỏi. Hy vọng Hồ gia và vợ mối bình an vô sự. Mùi sẽ không để gia đình này tan nát. Mùi có chuyện này nhất định phải nói với Quyên. Số ngân lượng thế chấp căn nhà có được, Mùi sẽ chia ra làm 3 phần. Một phần cho Chu Quảng đem lên kinh, phần thứ hai lấy để trả nợ, còn phần cuối cùng Mùi lấy để buôn bán muối lậu. Không được. Mùi bán muối lậu rất là nguy hiểm, sẽ bị chém đầu cả nhà bất cứ lúc nào Mùi có biết không? Dù xảy ra chuyện gì cũng được, Mùi sẽ một mình gánh chịu hết. Mùi sẽ không liên lụy đến người khác. Thằng Tuyết à, Quyên lo cho Mùi sẽ mất mạng. Quyên yên tâm đi, Mùi không còn quan tâm đến sự sống chết. Điều quan trọng bây giờ là cứu được Hộ gia. Hơn nữa không có ngân lượng sẽ không làm được việc gì đâu. Thằng Tuyết, Mùi vì Hộ gia của Quyên làm bao nhiêu chuyện, Quyên thực sự vô cùng cảm kích. Phải, vợ mối chúng ta nhất định phải tìm ra lối thoát trong bế tắc. Mùi thật sự dũng cảm hơn rất nhiều nam tử hán. Mùi chỉ muốn chứng minh cho Quyên thấy Quyên không hề giờ lầm người. Hơn nữa Chi Diễn và Nhị Thúc sẽ giúp Mùi. Chi Diễn đã từng làm ở tập tư doanh, Quyên đã hiểu rõ những hoạt động ở đó, Mùi sẽ rất an toàn. Chi Diễn sẽ cùng Mùi mua bán muối lậu sao? Ừ. Quyên để tâm hả? Quyên chỉ không ngờ Chi Diễn lại nhận lời. Chi Diễn tốt với Mùi quá. Mùi và Chi Diễn chỉ là bạn thôi. Mùi hy vọng Quyên tin Mùi. Mùi nhất định sẽ giữ gìn mạng sống trở về gặp Quyên. Chi Diễn, tôi giao Thắng Tuyết cho Quyên. Quyên phải thay tôi chăm sóc cho cô. Yên tâm đi Định Hiên, tôi bảo đảm Thắng Tuyết nhất định sẽ bình yên trở về. Mùi không phải thằng gái yếu đuối, Mùi nhất định sẽ không sao. Vậy thiếu gia, đến lúc chúng tôi mới lên đường rồi. Cậu đang mang bệnh trong người, không cần tiễn nữa. Bảo trọng. Bảo trọng. Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân chỉ ra ngoài thành làm ăn thôi, rủi ro có hạn, cậu cũng đừng lo quá. Xin hỏi vị này có phải Hồ nhị thiếu gia không? Chính là tôi đây. Chủ nhân nhà tôi có chuyện tìm cậu. Lữ thần y, Lữ thần y, sao ông lại ở Dương Châu vậy? Cậu kêu ông nói cho tôi biết, nhị thiếu gia từng cho người tìm tôi. Sau khi tôi hay tin, tôi nghĩ chắc chắn bệnh tình của nhị thiếu gia trở xấu. Đáng tiếc lúc đó tôi bị quan phủ truy nã, cho nên tôi chỉ có thể làm bộ chết để che mắt mọi người thôi. Thần y ông giả chết sao? Phải à. Trước đó tôi đưa Nhiếp công tử đến mộ giả của sư phụ, Quynh ấy không có nói gì với Quynh sao? Có thể là Thắng Tuyết sợ tôi tuyệt vọng, cho nên cố tình giấu tôi. Thắng Tuyết ở Hồ gia sao? Đúng vậy, hơn nữa cô đã thành thân với tôi. Hả? Nhưng mà cha tôi vẫn nghĩ cậu là con gái của ông, không hề biết cậu là người của Đầu Gia Trại. Thắng Tuyết chịu nói thân phận của mình ra cho cậu biết, chứng tỏ nhị thiếu gia là người đáng tin cậy. Trước đó tôi vì phải trị bệnh dịch, cho nên đã đi khắp nơi tìm phương thuốc cổ. Rốt cuộc tôi tìm được vài phương thuốc cổ trị chứng tiêu khát. Tôi nghĩ có thể có ích đối với bệnh tình của cậu.
vị thiếu gia, mạch tượng của cậu vừa loạn lại yếu, cho dù qua đà tái thế kề đần, e là thuốc cũng vô hiệu. Tại sao mỗi lần ông trời cho tôi hy vọng, sau đó đều khiến tôi tuyệt vọng vậy? Nhưng cậu cũng không nên quá tuyệt vọng. Tuy rằng tôi không cứu được cậu, nhưng bằng mọi giá tôi cũng làm hết khả năng của mình để kéo dài mạng sống cho cậu. Bây giờ cha tôi đang ở trong ngục, hy vọng lớn nhất của tôi chính là có thể tận mắt nhìn thấy cha trở ra. Điều này thì cậu có thể yên tâm, dù thế nào tôi nhất định sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện. Cảm ơn ông. Nhị Thúc, coi như chỉ diễn đi bên này, chúng ta tạm biệt tại đây đi. Thúc gặp các huynh đệ xong sẽ hồi ngồi với con tại đây. Dù con có tìm được ruộng muối hay là không, 10 ngày sau đã ở muối sơn thần bàn long ba. Được, vì tìm người giúp nhờ hết vào Thúc. Thúc cẩn thận. Con cũng vậy. Thật ra người nấu muối cũng có làm muối. Nếu chúng ta bắt tay với họ, chỉ mặt nhân lực và mua công cụ sẽ tiết kiệm không ít. Nhưng người nấu muối riêng lẻ không nhiều, muối thu thập đủ số lượng muối, nhất định phải bắt tay với số lượng lớn người nấu muối. Chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Cũng phải. Nếu như có ruộng muối riêng và sử dụng người của mình, thì cơ hội bị bán đứng cũng sẽ giảm xuống. Cẩn thận sẽ bệnh lâu hơn. Chuyện này liên quan đến số phận giữa muối và sống chết của lão gia, chúng ta nhất định phải lo thật cẩn thận. Hồ gia có người con dâu như muội thật là có phước đó. Đã làm dâu của Hồ gia, chuyện gì cũng lấy Hồ gia làm đầu. Ở đây rất rộng lớn, có thể khai thác được một ruộng muối rất lớn. Chung quanh đây có rất nhiều cây bao quanh, cũng sẽ khó bị người ta phát hiện. Quỳnh thử đi. Rất đông bụi mù. Không được, vừa rồi mụ đã thử nước biển rất lạ. Mụ nghĩ chung quanh đây là nơi gặp nhau giữa sông biển, không những nước lạ mà còn nồng mùi bùn nhão. Vậy chúng ta phải tìm nơi khác thôi. Đã tìm rất nhiều bãi, toàn bộ đều không thích hợp làm muối. Thì ra một mảnh ruộng muối tốt thật là khó tìm. Nếu dễ dàng tìm được thì đã bị quan phủ trưng dụng từ lâu rồi, làm gì tới phiên chúng ta. Không tìm được ruộng muối thì không thể làm ra muối. Muội đừng lo quá, vì thuốc của muội đã tìm huynh đệ trước đây giúp đỡ, chúng ta còn có thời gian. Nè, ăn một chút đi. Cảm ơn. Không ngờ chúng ta còn có cơ hội ngồi ăn với nhau như lúc trước. Chị Viện, Quỳnh đừng. Muội yên tâm, lúc trước Quỳnh thật sự rất muốn đưa muội đi, nhưng bây giờ muội đã là thê tử của Đình Hiên, vì thiếu phu nhân của Hầu gia, Quỳnh biết rõ bản thân mình nên đối mặt như thế nào. Từ đây về sau, muội chính là người bạn tốt nhất trong cuộc đời của Quỳnh. Được, suốt đời chúng ta là bạn tốt của nhau. Sao mùi dậy sớm vậy? Dậy ra cứ lo chuyện ruộng muối, suốt đêm không ngủ được.
con chim lớn này xuất hiện mấy ngày nay rồi. Loài chim này chỉ xuất hiện ở nơi có thủy chất tốt. Vậy tức là đằng trước sẽ có ruộng muối tốt. Chà, nước biển này rất trong, làm muối sẽ rất tốt. Ở đây rất rộng lớn, có thể khai thác nhiều mẫu ruộng muối. Nhưng mà hình như không có đường xuống đó. Thì càng tốt, ở đây rất kín đáo, hiếm thấy bóng người, không dễ dàng bị quan phủ phát hiện. Nơi vừa rồi chúng ta đi ngang có rất nhiều dây mây, chắc là có thể giúp chúng ta xuống đó. Chuyển như bột, trắng như tuyết rơi. Đồ nồng gì mặn đủ, ăn rồi thấy gì ngọt. Tôi chưa ăn loại muối nào ngon như gì. Muối ngon đất rộng, hơn nữa chỗ này lại kín đáo, giống như đã được sắp đặt để làm muối lậu. Cũng nhờ con chim lớn này. Cảm ơn ngươi. Mọi người nghe đi, chúng ta phải nhân lúc thủy triều lên cao để trữ nước biển lại. Thùng keo làm không tốt thì muối của chúng ta không chuyển lên được, do đó không được làm sơ sài. Dạ, biết rồi. Nhanh tay lên, chặt hết mớ cây, phải chịu muối gấp đó. Mà lên. Dạ, mà lên. Dạ. Quả là những muối lần trước chúng ta chế biến. Lô muối lần này nhất định có thể bán được giá cao. Thằng Tuyết à, con đã tìm cũng sai chỗ. Từ chỗ viên bà tổng, tôi đã dò la được các điểm chốt của tập tư doanh. Có bản đồ này, chúng ta có thể tránh được nguy hiểm. Viên bà tổng này có đáng tin cậy không? Tôi và huynh ấy quen biết đã lâu. Hơn nữa huynh ấy thực sự không biết tôi đang buôn bán muối lậu. Huynh ấy không cần phải nói dối. Vì Túc, chúng ta phải tin Chí Diễn. Chúng ta đã đi chung một thuyền, không ai muốn con thuyền này chìm. Mọi người nghe đây, lô muối này phải chuyển gấp lên Tô Châu. Lên đường, mau lên. Vì thuốc muội miệng cứng như lòng mềm, huynh đừng trách thuốc. Không sao đâu, huynh hiểu. Chỉ cần đại đương gia tin, vậy là đủ rồi. Được, huynh gọi muội là đại đương gia thì huynh là nhị đương gia. Sau này chúng ta sẵn sàng chiến đấu. Được. Có người. Người nói là điều tra kỹ rồi mà, sao lại có gì quan binh vậy? Họ không phải là người của tập tư doanh. Y phục của họ rõ ràng giống hệt tập tư doanh. Có phải người bắt đứng bọn ta không? Di Thúc, bây giờ không phải là lúc nội bộ lục đục. Tất cả bọn họ đều rất lạ mặt. Bây giờ chúng ta đang ở ranh giới hai tỉnh,
có thể họ là lính bắt buôn lậu ngoài Dương Châu. Bây giờ làm sao đây? Có nên xông ra không? Không được. Xông ra đối với chúng ta chỉ có hại không có lợi. Chúng ta ở lại đây cũng không phải cách hay. Nhưng mà nếu tiếp tục đi thì nhất định có cơ hội gặp phải họ đó. Chúng ta phải dùng đông kích tây, phái một tốp người giả chuyện muối lậu đến lạc hướng họ. Đợi lúc quan binh đuổi theo qua đó, chúng ta xông ra. Để tôi đi. Chuyện quan trọng như vậy sao có thể giao cho ngươi được chứ? Để Thúc đi. Chị Thúc, nhớ cẩn thận. Tôi biết rồi. Chị Viện, huynh từng làm phó thống lĩnh ở tập tư doanh. Huynh sợ trong số quan binh sẽ có người nhận ra huynh. Huynh kêu nhị Thúc đi, huynh không để tâm chứ? Không sao đâu, huynh hiểu mà. Tất cả mọi người theo tôi. Dạ. Lên. Đứng lại. Nè, đã bắt buôn lậu đang từ bên đó qua kìa. Chạy mau đi. Hãy đi theo họ. Dạ đường ra. Nữ hiệp đừng có giết tôi. Tôi trên còn cha mẹ, dưới còn vợ con. Đừng có giết tôi mà. Đừng có giết tôi mà. Dì Thúc, mọi người không sao chứ? Không sao. Cũng nhờ mọi người đánh lạc hướng quan binh. Dì Thúc, có chắc là không ai theo chúng ta chứ? Chắc chắn. Cho dù đám quan binh đó muốn đuổi theo chúng ta, cũng phải đối phó với Diêm Bàng khác. Diêm Bàng khác? Lúc này khi ta đánh lạc hướng quan binh đã gặp phải họ. Ta còn nói với họ có quan binh đuổi theo, kêu họ chạy mau. Nhưng không biết họ có thoát được hay không. Đương nhiên các ngươi muốn bộ ta không thoát được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.